đoán giá là 2 lọ thảo dược anti acne. AA cộng, thanh lọc cơ thể, thải độc, mịn, sáng da, thanh bột nhiệt ná, không gây người da xấu, người uống nhiều bia rượu và thuốc tây, nhiều hóa chất qua đường ăn uống. Chúng ta đã lắng nghe thông tin về sản phẩm đầu tiên của chương trình, đó là 2 lọ thuốc thảo dược. Và đoán giá là 1 lọ thảo dược anti acne. AA cộng, thanh lọc cơ thể, thải độc, mịn, sáng da, thanh bột nhiệt ná, không gây người da xấu, uống nhiều rượu bia, thuốc tây. Một trăm bốn mươi nghìn ạ. 140.000 đồng có một